Được mệnh danh là vua trị liệu xương khớp, vậy bạn đã thử qua chưa? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video giao ghế massage của team Chu Quang Huy. Và ngày hôm nay thì bên mình đang lắp đặt mẫu ghế FC686 Lux. Mời mọi người hãy xem hết video này nhé. Xin chào mọi người. Hiện tại thì bên kỹ thuật và bạn nhân viên đang hướng dẫn cũng như là lắp đặt mẫu ghế FC686 Lux thì đang lắp lốt phần chân ghế vào để sau đó sẽ hướng dẫn cho cả gia đình sử dụng bảng điều khiển của chiếc ghế. Và với thiết kế đen ánh tím của FC686 Lux thì có những cái thiết kế như là công suất thì là 180W và da microfiber được trải dài trên thân ghế cùng với khung lăn SL công thái học bi lăn 3D Max. Đó. Túi khí thì cũng được trải dài từ vai, tay, bắp chân và bàn chân. Loa nghe Bluetooth và nhiệt hồng ngoại, chức năng Zero Gravity, đó là chế độ không trọng lực đó. Cùng với các nút như là bảng điều khiển cơ, cá nhân hóa 10 bài tập và mình có thể cài đặt thời gian tối đa là 15 phút khi mà ngồi vào. Và nó sẽ có thể cài đặt lên đến 30 phút. Cùng với chế độ bảo hành của mẫu ghế FC686 Lux là 6 năm bảo hành về ghế, 2 năm về da và bảo dưỡng trọn đời sản phẩm tại nhà. Và mình sẽ được bảo hành hoàn toàn là trên web, trên điện tử luôn. Đó. Cùng với các thiết kế như là mình có thể đi sâu hơn về chiếc ghế FC686 Lux như là được ví như là một chiếc ghế vua trị liệu. Và nhờ danh xưng đó thì mọi người luôn thấy là FC686 Lux sẽ giúp cho mọi người giảm đi cái tình trạng xương khớp rất là hiệu quả. Và ngoài ra thì với thời thượng hiện nay thì cái màu ánh đồng ngọc trai rất là sang trọng, quyền quý và lịch lãm cùng với nhũ đồng thì tạo lên vẻ sang trọng cuốn hút mọi ánh nhìn. Và để tạo ra những hiệu ứng này thì bên sản xuất và bộ phận nghiên cứu ứng dụng công nghệ sơn plastic đó thì sẽ mất đến thời gian là 6 tiếng để có thể sơn xong cái bộ sơn cánh ánh đồng ngọc trai ở hai bên khung ghế đó. Và tiếp đến thì sẽ là chất liệu da microfiber mềm mại chân thực lên đến 85% so với da thật. Đó. Mọi người có thể thấy da thật là 100% mà da microfiber đã đến 85% rồi. Thì cái độ bền của da nó không chỉ là trên 15 đâu, phải từ 15 đến 25 độ bền rất là cao. Đó. Và tiếp đến thì chất liệu da thì nói lên tất cả đúng không ạ? Và mọi người có thể thấy da thì độ bền cao thì tất nhiên là mình cũng rất dễ vệ sinh, lau chùi ẩm mốc, tránh được có thể nồm ẩm, ẩm mốc. Và với cái bình xịt da của team Fuji, team Chu Quang Huy gửi tặng đến khách hàng thì mọi người có thể sử dụng khi mà có những cái vết bẩn quá lâu, mọi người có thể sử dụng vào bình da đó, bình da. Và tiếp theo thì mọi người có thể sử dụng thêm bạt phủ ghế khi mà mình đi vắng không ở nhà, mình có thể dùng bạt phủ ghế để có thể phủ lên đó. Chất liệu da và chất liệu silicone đúc đặc cao cấp bằng 100%, đó là chế độ bi lăn. Bi lăn thì với các động tác như là đấm, vỗ, dây miết, ấn huyệt, xia a xua và các rất nhiều động tác như là nhào, vỗ thì sẽ giúp cho mọi người được giảm đi cái tình trạng xương khớp cũng như là giảm đau nhanh tức thì. Và được ví như là bàn tay của con người, như bàn tay của một chuyên viên ghế massage. Và trong video thì có thêm cái phần bắp chân có thể nâng lên đến phần đầu gối, giúp cho mọi người chống khô khớp gối hay là dịch khớp, đối với người cao tuổi thì rất là phù hợp. Tiếp đến thì FC686 Lux thì có rất nhiều các chế độ massage toàn diện với khung SL, thì sẽ là khung SL 3 chiều giúp cho bi lăn được chạm sâu đến những điểm đau đi theo cái khung sườn của cơ thể của chúng ta và đưa bi lăn đi dọc cơ thể từ cổ xuống mông. Và tiếp đến thì sẽ giúp cho massage được trải nghiệm sâu hơn, không bỏ qua bất cứ điểm nào, đặc biệt là vùng thắt lưng đó. Và tiếp theo thì hệ túi khí cũng được trải dài toàn thân như mình vừa nói ở đầu video, sẽ được trải dài toàn thân như là vai, cánh tay, bắp chân, gan bàn chân, co bóp, nén, xả khí, giúp cho mọi người lưu thông khí huyết, giảm tình trạng tê bì chân tay cũng như là chuột rút và căng cứng cơ rất là hiệu quả đó.
ở lòng bàn chân của chiếc ghế FG686 Lux cũng sẽ có những viên bi lăn massage lòng bàn chân giúp mọi người có thể giảm đi tình trạng đau nhức, hay là đối với các chị hay phải đi giày cao gót ý, hay là các anh hay phải đi giày nhiều ý, thì mọi người sử dụng một chiếc sử dụng 15 phút hay là 10 phút mỗi ngày cũng sẽ giảm đi cái tình trạng mỏi chân đó. Đặc biệt là ghế sẽ có rất nhiều những cái hỗ trợ cho mình về cái tình trạng xương khớp cũng như là cải thiện sức khỏe. Và nhiệt hồng ngoại thì sẽ luôn ở hai vị trí đều nhau và từ ở mức 45 đến 50 độ như là lưng và bắp tay. Đó, các bạn sẽ có vị trí có nhiệt hồng ngoại. Và khi kết hợp với các bài tập massage chuyên sâu thì nhiệt hồng ngoại sẽ đem đến cho mọi người cảm giác như đang massage đá nóng, làm xoa dịu các cơn đau nhanh chóng. Và với một chiếc ghế được mệnh danh là vua trị liệu xương khớp thì mọi người hãy mua về để có thể không những trị liệu xương khớp còn giúp cho mọi người được thư giãn, giảm đi stress sau mỗi ngày làm việc, hay là nhà mình có người cao tuổi thì cũng có thể ngồi được rất là tốt, vì người già thì xương khớp nó sẽ yếu hơn. Và thanh niên thì mình có thể sử dụng vì thanh niên hiện nay thì cũng phải làm việc lao động nặng thì mình cũng nên sử dụng ghế massage để sau khi mà mình già mình sẽ không bị các vấn đề về xương khớp. Và tiếp ở video này thì mọi người có thể thấy bác trai đang nằm, bạn nhân viên hướng dẫn cho bác để sử dụng bảng điều khiển đó. Thì bên mình khi mà giao ghế và lắp đặt ghế thì luôn luôn hướng dẫn cho khách hàng để sử dụng kỹ bảng điều khiển và sẽ kết bạn Zalo với khách hàng để nếu khách hàng vẫn chưa nhớ thì sẽ gọi trực tiếp video để khách có thể nhớ kỹ hơn hoặc là có sách hướng dẫn đó. Và nếu như mọi người quan tâm về các sản phẩm ghế massage của thương hiệu Fuji Luxury và Fuji Care thì mọi người hãy để lại cho mình một bình luận và để được các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Đó, và bên mình có tặng thêm cho khách hàng một kính massage S650 nữa để bác có thể massage mắt, giúp cho mắt chống mỏi mắt, chống mỏi mắt, viêm mắt đó, rất là tốt. Và sau đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng team Chu Quang Huy trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.